năm 1982, đạo diễn Dương Kiết được lãnh đạo của đài truyền hình Trung ương giao cho việc làm bộ phim Tây Du Ký dựa theo sản phẩm nổi tiếng của nhà văn Ngô Thừa Ân. Vì kinh phí ít ỏi nên đạo diễn Dương Kiết phải để các diễn viên hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Khi quay đến tập 6 họ khởi quan âm diện thì đoàn phim Tây Du Ký lâm vào cảnh khó khăn. Chuyện là cảnh quay chính của tập phim này đòi hỏi phải có nhiều hòa thượng, do đó các diễn viên quần chúng phải cạo đầu. Tuy nhiên không có mấy người chịu làm theo yêu cầu của đạo diễn Dương, đa số đều từ chối và rời đoàn phim. Vì thiếu người nên cố đạo diễn Dương Kiết đành huy động thành viên trong đoàn, tất thảy từ diễn viên chính đến nhân viên hóa trang đều phải cạo trọc đầu để vào vai hòa thượng cho đủ quân số. Cảnh quay trong tập 6 Tây Du Ký tại Thiền Viện ở Phúc Châu. Sau khi cảnh quay ở Thiền Viện Phúc Châu hoàn thành, đoàn phim lên đường di chuyển đến Hải Nam quay cảnh tiếp theo. Nhưng khi xe đi qua đoạn đường ở Hải Khẩu thì bỗng nhiên bị cảnh sát chặn lại. Tiếp đó, một tổ cảnh sát chạy lên xe, nghiêm nghị quát to, mọi người chú ý. Ngồi yên không được manh động. Bỏ hết mũ trên đầu xuống. Hoang mang tột độ, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi làm theo yêu cầu của cảnh sát. Khi tất cả bỏ mũ ra, khắp xe toàn là người đầu trọc. Trong thấy cảnh tượng này, một viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi, trọc đầu hết cả à. Các anh làm nghề gì vậy? Chủ nhiệm sản xuất bấy giờ thế hệ hoàng hồn, vội đứng dậy giải thích, chúng tôi đều là nhân viên đoàn phim Tây Du Ký, vì phải đóng hòa thượng nên thế hệ cạo trọc thế này. Tây Du Ký à, thế ai là Tông Ngộ Không? Viên cảnh sát lại cất tiếng gọi. Thấy thế, Lục Tiểu Linh đồng lập tức đứng dậy trả lời, là tôi. Khi biết danh tính của cả bốn thầy trò Đường Tăng, các cảnh sát đã xin lỗi đoàn phim vì sự nhầm lẫn. Họ giải thích rằng vì có một nhóm phạm nhân trong nhà tù gần đó vừa đào tẩu nên cảnh sát đang tăng cường truy lùng. Thấy trên xe có người cạo đầu nên họ tưởng lầm là nhóm tù nhân bỏ trốn. Sau này, mọi người thế hệ biết rõ ràng lý do tại sao đoàn phim bị cảnh sát nghi ngờ là tội phạm. Thì ra, trong lúc xe di chuyển, một nhân viên hóa trang đã thò đầu ra ngoài cửa sổ ống gió. Vì nhìn thấy chiếc đầu trọc lông lốc của anh này, cảnh sát thế hệ nghi ngờ đoàn phim và chặn lại.